nghiệm mọi người nói thì nó cũng rất là giống em. Em chỉ muốn nói là kiểu em rất là quý mọi người ạ. Kiểu em là kiểu không bày tỏ cảm xúc nhưng mà em thấy quý mọi người, rất là quý. Very quý. Câu này hơi quá nha. Câu này thằng nào cũng thế. Ta là quý. Em phải quý mến đấy ạ. Quý nhất là ai? Không có ai nhất cả. Về cứ thế này là quý. Quá nhỉ. Bằng nhau hết rồi. Bằng nhau hết. Thế không được, thế thật bài quá. Bỏ quá. Ok, chia sẻ em tắt đi nhé, chia sẻ cái khác đi.